Công an thành phố Đà Nẵng cũng vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu một đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền cá cược đã thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng. 3 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Huỳnh Văn Đợi, Trần Đình Bá và Đoàn Trọng cùng chú thành phố Đà Nẵng. Tăng vật thu giữ gồm 230 triệu đồng tiền mặt, 12 điện thoại di động, hơn 15.000 trang tài liệu liên quan cùng nhiều sổ tiết kiệm. Lực lượng công an cũng phong tỏa hàng tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Từ tháng 8 năm 2023 cho đến nay, các đối tượng được nhà cái ở thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho đầu mạng cá cược với hạn mức 3 triệu đô la Mỹ, tương đương là hơn 60 tỷ đồng mỗi tháng, sau đó phân bổ chia nhỏ các tài khoản với hạn mức nhỏ hơn cho các đại lý cấp dưới. Mỗi tháng các tài khoản đạt doanh thu khoảng 8 triệu đô la Mỹ, tương đương là hơn 160 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch của trang mạng dùng để tổ chức đánh bạc ước tính khoảng trên 1.000 tỷ đồng.